bắt giữ 13 đối tượng mang dao kiếm đi đánh nhau trong đêm ở Hoài Đức. Ngày 5 tháng 4, Công an huyện Hoài Đức cho biết đã bắt giữ 13 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 3 tháng 4 tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức. Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 3 tháng 4, nhóm của Nguyễn Nghiêm Nhật, sinh năm 2006, trú tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, hẹn gặp nhau ở cổng trường tiểu học Sơn Đồng để ngồi chơi. Sau đó, cả nhóm rủ nhau đi đến nhà Nguyễn Hải Nam, sinh năm 2007, trú tại xã Yên Sở, Hoài Đức, để làm hung khí dùng đi đánh nhau. Các đối tượng sử dụng máy hàn và gắn lưỡi dao vào ba thanh tuyếp sắt dài hơn 2 mét. Làm xong hung khí thì nhóm của Nhật để lại toàn bộ hung khí gần nhà Nam rồi rủ nhau đi lượn đường Yên Sở. Khi nhóm đang đi thì gặp nhóm của Cương, sinh năm 2008, trú tại Đức Thượng, Hoài Đức, nói bị một nhóm ở Đan Phượng đuổi đánh. Cả nhóm quay về nhà, Hải Nam lấy ba tuyếp sắt gắn dao và một thanh kiếm cầm đi để quay lại đuổi đánh nhau với nhóm ở Đan Phượng. Tuy nhiên, không tìm thấy nhóm đối thủ nên quay về. Lúc này, cả nhóm đã bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Căn vào tài liệu điều tra, Công an huyện Hoài Đức đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 13 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Hiện Công an huyện Hoài Đức đang tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng có liên quan. Theo Công an huyện Hoài Đức, đây là hồi chuông báo động đối với giới trẻ khi tụ tập chơi bời, bốc đồng trong giải quyết mâu thuẫn của những đối tượng thuộc lứa tuổi còn đang là học sinh cấp 2, cấp 3. Hành vi vi phạm pháp luật nói trên của các đối tượng cần phải xử lý nghiêm để có tác dụng răn đe và phòng ngừa chung.